Cùng với cả nước, ngày 1 tháng 4, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024. Cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý, phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số giữa kỳ 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 7 nội dung chính được điều tra gồm thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 11, tháng 12 năm 2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.